Để rút ngắn thời gian đi lại, nhiều người tham gia giao thông đã bất chấp nguy hiểm, vi phạm, sẵn sàng đi ngược chiều. Đó là thực tế đang diễn ra trên các tuyến đường con phố ở Hà Nội. Dù các lực lượng chức năng đã ra quân tăng cường xử lý nghiêm vi phạm, tuy nhiên, vấn đề vẫn là ý thức của người dân trong việc tuân thủ luật lệ giao thông. Từ 7 giờ sáng, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 3 đã bố trí lực lượng tại nút giao Tây Sơn Thái Thịnh, thành phố Hà Nội để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Và chỉ trong vòng 30 phút đã có hàng chục trường hợp xe máy vi phạm. Em đang đi thi, em vội lắm ạ. Vội, không có lý do như vậy được. Trong khi đó ở đầu đường công thượng đã có biển rồi. Em nhé, em bắt buộc em phải đi xuống dưới, em quay đầu lại cho anh. Dọc quãng đường đi ngược chiều từ phố Khương Thượng đến nút giao Tây Sơn Thái Thịnh chỉ hơn 100m, nên bản thân nhiều người đã chủ quan vi phạm. Thậm chí, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ đi ngược chiều để chở con em kịp giờ học, dẫu chỉ để tiết kiệm khoảng 5 phút. Đi ngược chiều rồi, va chạm cái là canh đánh nhau. Thế tôi thấy nó bức xúc quá. Thành lập các tổ công tác chốt chặn ở các điểm nối mở để tránh trường hợp các phương tiện đi tham gia giao thông đi ngược chiều, cũng như để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 quản lý. Tình trạng này không chỉ diễn ra trên đường Tây Sơn. Hiện có rất nhiều tuyến phố, biển cấm, biển báo được ghi chú rõ ràng, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn phớt lờ, chỉ để nhanh cho mình vài giây nhưng không lường được những hậu quả ngay sau đó. Đường xá thì đông, giờ cao điểm nên mọi người là tranh thủ đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian. Đấy, và không tránh cái việc mình đi bị ùn tắc. Nhưng mà đi như thế là thứ nhất là rất là vi phạm. Cái thứ hai là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn xảy ra bắt nguồn từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Do vậy, xây dựng văn hóa giao thông hay nâng cao ý thức tham gia giao thông của mỗi người chính là bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, như đi đúng phần đường, làn đường quy định sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể tai nạn giao thông.